Chào mừng quý cô, chú, anh chị và các bạn đã trở lại kênh youtube của em Hoàng Nhung Hải Dương Vâng, ngày hôm nay thì em Hoàng Nhung xin gửi tới quý cô, chú, anh chị và các bạn một chiếc xe mang thương hiệu De Rosa Một thương hiệu rất chi là nổi tiếng Một chiếc De Rosa với bộ group Shimano Ultegra R6008 Xe thì có size của hãng là size 52 Chiếc xe này thì cũng được cửa hàng nhập trực tiếp bên thị trường Nhật về thì hôm nay em cũng xin phép được review chi tiết mẫu xe này và báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo. Bác nào ở gần thì em cũng xin mời các bác ghé qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Cửa hàng có địa chỉ tại Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương. Cửa hàng nằm ngay mặt đường quốc lộ 5 rất là dễ lần và cửa hàng thì rất hân hạnh được đón tiếp các bác. Bác nào ở xa mà không đến được cửa hàng thì có thể thông qua số điện thoại 0989668195. Cửa hàng em thì có ship cốt toàn quốc, tất cả các đơn hàng em đều bao ship cho các bác và các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Nhìn tổng thể thì chiếc Derosa này cũng còn rất chi là mới. Xe về như nào là em trả các bác như vậy, có bị lỗi hay bị cháy xước gì em cũng sẽ báo ngay ở trong video để cho các bác được rõ ạ. Một chiếc Derosa màu sơn cũng rất là đẹp. Xe thì có size của hãng là size 52. Và trước tiên thì em cũng sẽ đo lại cái phần khung sườn này cho các bác nhìn thực tế luôn ạ. Xe thì có size là giống ngang là 52. Và giống đứng thì em sẽ đo từ tâm trục lên trên phần cọc yên. Là 49 ạ. Tất cả những chiếc xe mà về với cửa hàng thì được cửa hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi Cả về hình thức, chất lượng và giá cả lên là các bác cứ yên tâm mua hàng Khi các bác mua hàng em sẽ cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh, giấy tờ của xe khi ở bên Nhật Em đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn, hàng xịn và hàng chính hãng Đảm bảo cho các bác là mãi mãi về sau này là hàng chuẩn sách tay từ Nhật về các bác nhé Shimano R6800. Chất xe thì cực đẹp luôn. Màu sơn cũng rất là đẹp. Gầm xe thì không bị chảy xước gì. Cửa hàng em thì còn rất nhiều những mẫu xe khác nhau Hàng về liên tục bác nào mà thích cái dòng xe nào Sai số bao nhiêu khoảng giá bao nhiêu tiền Thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho cửa hàng Để cửa hàng tư vấn cụ thể hơn Và phù hợp nhất với các bác có thể ạ Lốp là lốp Continental 4000 các bác nhé Vành là vành Colago 700C các bác nhé cũng rất là mới luôn Mai sau, Colago Tất cả đều đồng bộ vào nguyên bản theo xe Độ mới thì rất là cao, chất xe thì cực đẹp luôn Phanh sau Shimano Utegra và em báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo Giá của chiếc xe này là 35 triệu Và hàng em thì có bao ship và ship code toàn quốc cho các bác tay quấn tay phanh vẫn còn nguyên bản theo xe cũng không bị rách hay bị chảy gì đâu các bác nhé khung sườn thì em cũng chưa thấy một gân gợn chảy xước nào các bác ạ nhưng mà em cũng sẽ quay thật chậm và thật chi tiết để cho các bác cùng tham khảo vành trước logo này các bác này tem nó quay nó hơi mờ một chút Colago 700C Lúc là lúc Continental 4000 Bác nào mà thích cái dòng xe này phù hợp với sai số của mình, phù hợp với tài chính của mình thì cứ nhấc máy lên và alo ngay cho cửa hàng. Cửa hàng sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bác nhé. Cửa hàng em thì nói không với hàng fake, đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn, hàng xịn và hàng chính hãng. Đảm bảo cho các bác là mãi mãi về sau này là hàng chuẩn sách tay từ Nhật về chứ không phải là bán cho các bác xong là xong tay đâu ạ. Nên là các bác cứ yên tâm ạ. Một chiếc DeRosa màu sơn nhìn rất là đẹp. Xe thì có size là 52. độ mới thì rất là cao chất xe thì cực đẹp luôn đùi đĩa utegra có hai tầng đĩa tầng ngoài 50 răng và tầng trong là 34 răng cũng rất là mới các bác nhé lip Semalo Utegra Đây, cái chỗ cùi đề này cũng bị chảy một tí tẹo này các bác này em cũng quay cho các bác nhìn rõ như vậy Vành, bánh, lốp, láp Tất cả đều đồng bộ vào nguyên bản theo xe Vành sau cũng còn rất là mới các bác nhé Vâng, vừa rồi em đã quay rất là chi tiết và tổng thể một chiếc Derosa Xe có size của hãng là size 52 Xe thì được trang bị bộ group Shimano Ultegra R6008 Chiếc xe này thì cũng được hàng nhập trực tiếp bên thị trường Nhật về. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Các bác nhớ đăng ký kênh bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng và chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều và em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Em xin chào các bác ạ.